Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Đắc Hà, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Kon Tum. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Đổi thay trên vùng kinh tế mới. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sau ngày miền Nam giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất 30 tháng 4 năm 1975, theo tiếng gọi của Đảng, Nhà nước, nhiều hộ đồng bào các dân tộc phía Bắc đã di dân vào Tây Nguyên để khai hoang, lập nghiệp. Trong đó có các hộ dân, người dân tộc Thái, Tày và dân tộc Nùng từ Thanh Hóa, Cao Bằng vào xã Đắc Uy, huyện Đắc Hà. Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và bà con đồng bào Xê Đăng, hơn 30 năm qua, các hộ dân đã có cuộc sống no ấm, đủ đầy. Trên mảnh đất giàu tình người và truyền thống cách mạng, họ đang chung tay xây dựng làng quê ngày thêm chủ phú. Vợ chồng ông Vi Thanh Thảo và bà Vi Thị Sáng là một trong những hộ gia đình người dân tộc Thái đầu tiên di dân vào vùng đất mới. Vẫn còn nhớ như in những ngày đầu rời quê hương đặt chân lên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió với bao khó khăn vất vả. Để có nơi ở, bà con phải dựng những căn nhà tạm dọc các bờ suối, rừng le. Nhiều gia đình đông nhân khẩu, đến mì cũng không đủ ăn. Thời ấy, ngoài sợ đói, bà con còn sợ sốt rét hoành hành. Vào đây thì nó cũng khó khăn vì một là đi kiếm ăn các thứ rồi đi hái măng, rồi chặt đót các thứ đầu tiên cũng khổ. Đi vào trong kia bán chác mà xin lúa, má các thứ ấy là về mới đủ ăn. Theo chân gia đình ông Vi Thanh Thảo, năm 1987, 60 hộ gia đình người Thái từ Thanh Hóa cũng đã vào xã Đắc Uy lập nghiệp, nay là xã Đắc Ngọc. Đất lành chim đậu. Đến nay đã có 100 hộ người Thái sinh sống tại thôn Thanh Xuân, xã Đắc Ngọc. Trên mảnh đất mới, những ngày đầu với nhiều khó khăn vất vả là vậy, nhưng nhờ bà con Xê Đăng ở Đắc Uy lúc bấy giờ yêu thương đùm bọc, giúp khai hoang đất, trồng lúa rẫy, trồng mì, nên các hộ gia đình kinh tế mới thêm gắn bó hơn với quê hương thứ hai. Các ông, các bà, chú bác, người địa phương ở đây, thì cũng như tôi đã nói, thì họ cũng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Họ biết là cái khổ lúc mới đến, thì cả củ mì ăn không có, nên đi xin rồi từ những cái mà mình cũng thể hiện là người thật việc thật chứ cũng không có dấu trá gì, đi không có thì nói không có, thì họ cũng thương. Từ cái thương thì trong cuộc sống thì có gì thì cũng giúp nhau và ban nhau cùng làm ăn phát triển. Cho tới bây giờ thì lại kết nghĩa với nhau, rồi là cũng gọi là lấy vợ lấy chồng, thông gia lẫn nhau bây giờ thì không có vấn đề gì. Vậy là phân biệt là giữa người ở Bắc vào với lại người ở đây đâu. Cũng như bà con người Thái ở Thanh Hóa, xa quê lập nghiệp, bà con người Tày Nùng ở xóm Lũng Tung, xã Xuân Nội, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng đã chọn xã Đắc Uy làm quê hương thứ hai và hình thành nên ngôi làng người Tày Nùng ở thôn Đắc Xuân, xã Đắc Ngọc bây giờ. Tình đất tình người đã giúp bà con vượt qua khó khăn, làm ăn phát triển kinh tế. Sau khi ổn định lương thực, nhận thấy cây lúa, cây mì cũng chỉ đủ ăn, nên dần dần bà con quyết định chuyển từ cây mì sang trồng cà phê, cao su. Hầu hết những người đến đây lập nghiệp đều mang theo hoài bão làm giàu trên vùng đất mới. Đến nay, 84 hộ gia đình ở thôn Đắc Xuân cũng đã phát triển được 37 hecta cà phê, hơn 20 hecta cao su, hơn 20 hecta lúa nước, 20 hecta bời lời và 150 con trâu bò. Thôn không còn hộ nghèo. Tất cả là không phải riêng tôi, đây là cũng toàn thể là bà con ở đây đã là xác định vào đây là cái xây dựng mảnh đất quê hương thứ hai ở đây, là xác định đây là phải là cái vững vàng về cái vấn đề tư tưởng, rồi bắt đầu cảm thấy là phát triển kinh tế được rồi, thì từ vấn đề đó là mình cùng bà con ở đây là phát triển kinh tế, là cùng nhau là đoàn kết xây dựng cái vấn đề là nông thôn. Đã hơn 30 năm, từ những ngày đầu, bà con các dân tộc Tày, Nùng, Thái vào Tây Nguyên lập nghiệp, không khó để nhận ra sự đổi thay trong suy nghĩ, nhận thức và sự phát triển trong đời sống vật chất, tinh thần của những người dân nơi đây.
trong sản xuất, từ đơn thuần là cây lúa, cây mì đến đầu tư phát triển cây công nghiệp là kết quả của cả một quá trình nỗ lực và cố gắng của bà con. Phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa đồng bào các dân tộc, họ luôn biết chia sẻ, giúp đỡ, cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau xây dựng đời sống mới để góp sức xây dựng quê hương. Đại đa số là bà con trong thôn thì cũng có cái nhận thức đầy đủ và có cái xu hướng là muốn trồng, muốn nuôi những cái cây, cái con để mà có năng suất cao, có giá trị và chất lượng cao để tóm lại là cũng được cái thu nhập quy ra tiền nó nhiều hơn là cũng đang mong muốn. Chẳng hạn như nếu tôi cũng vừa đi thăm chơi anh em bên Đắk Nông về cũng đang ươm tiêu rồi đấy. Tức là có thể là sang năm chúng tôi cũng sẽ xuống tiêu. Mặc dù đã trồng cà trồng ấy nhưng mà có cái gì nó có thể là nó kinh tế nó cao hơn thì mình cũng phải học hỏi để mà làm theo thôi. Thì đến cái thời điểm này thì cũng rất là hài lòng rồi, bởi vì tức là ai cũng có đủ cơm ăn áo mặc, tuy rằng là chưa giàu nhưng cũng có đủ cơm ăn áo mặc hết rồi. Thì đây là bà con cũng chọn con đường để đúng đắn là cùng xã nhà đây là phát triển quê hương, đặc biệt là cùng nhau để chung sức để xây dựng cái nông thôn mới là vào cuối năm 2017. Nói đến sự phát huy nội lực để xây dựng địa phương thì thôn Thanh Xuân và Đắc Xuân, xã Đắc Ngọc luôn được chính quyền địa phương đánh giá cao. Không chỉ phát triển về kinh tế mà những phong tục tập quán tốt đẹp vẫn được lưu giữ, góp phần làm phong phú thêm nét văn hóa đặc sắc đa dân tộc của xã nhà. Đối với lại hai thôn Đắc Xuân và Thanh Xuân thì chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số ở ngoài Bắc di chuyển vào đây thì làm ăn sinh sống, thì về phát triển kinh tế thì hầu như là các cái hộ là đều chủ động trong cái việc mà phát triển kinh tế, như chủ động về chăm sóc cây trồng rồi chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng vật nuôi, chủ yếu là trong chăn nuôi thì bà con là cũng tập trung để là phát triển kinh tế, góp phần vào là phát triển kinh tế chung của địa phương. Còn đối với lại về cái lĩnh vực mà văn hóa xã hội thì hai thôn này cũng là đi đầu trong cái phát triển cái bản sắc, cũng như giữ gìn cái bản sắc văn hóa của dân tộc, đặc biệt là các cái bản sắc văn hóa chung của người Thái cũng như là Cao Bằng, các cái lễ hội rồi các cái hoạt động văn hóa thể thao của thôn nó cũng được duy trì hàng năm đều đặn và góp phần cho cái sự phát triển của văn hóa của trên địa bàn xã. 41 năm sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, từ một vùng quê bị chiến tranh tàn phá nặng nề, ruộng đất bị bom đạn đào xới, hoang hóa, dân cư thưa thớt, với sự chung tay góp sức của nhân dân các dân tộc bản địa cùng đồng bào các dân tộc trên khắp mọi miền đất nước về Đắc Hà sinh sống lập nghiệp, từng vùng đất mới bắt đầu được khai hoang, những ngôi nhà tạm được thay thế bằng nhà xây kiên cố, mảnh đất hoang hóa ngày nào dần phủ lên mình màu xanh của lúa, mì, cà phê, cao su. Diện mạo quê hương Đắc Hà đang đổi thay từng ngày, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của bà con các dân tộc Tày, Nùng, Thái, bởi họ đã chọn mảnh đất Đắc Hà là quê hương thứ hai, đã quyết tâm gắn bó và đoàn kết chung tay để xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc. Trang địa phương của Đài Truyền thanh Truyền hình Huyện Đắc Hà kỳ này đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.